Cách đây không lâu, Hà Nội FC đã gây sốc khi để thua đội bóng của Myanmar Yangwon United với tỷ số 0-1 ngay tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Chiều nay ngày 17 tháng 4, hai đội đã có màn tái ngộ và Quang Hải cùng các đồng đội đã rất quyết tâm đòi nợ đối thủ ngay trên sân khách. Với tham vọng giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã sử dụng đội hình mạnh nhất với Quang Hải, Oseni, Oma ở trên hàng công. Hà Nội FC có màn khởi đầu như mơ khi sớm vượt lên dẫn bàn ngay ở phút thứ 3. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Quang Hải với pha kiến tạo giúp cho Pape Oma đệm dễ dàng vào lưới trống. Tưởng chừng như bàn thắng sớm sẽ giúp Hà Nội FC có trận đấu dễ dàng, nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra bởi chỉ khoảng 10 phút sau bàn mở tỷ số, Hà Nội FC bất ngờ nhận bàn thua bắt nguồn từ một sai lầm của hàng phòng ngự. Đến giữa hiệp 1 thì hàng thủ của đội khách tiếp tục mắc lỗi. Bộ đôi Văn Kiên, Đình Trọng đã thi đấu mất tập trung và hệ quả là thủ môn Văn Công lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Yangon. Kịch bản hấp dẫn tiếp tục xảy ra khi phút thứ 33, Oseni đã bật tường cùng với Hùng Dũng trước khi sút chìm quân bình tỷ số 2-2, mặc dù phía Yangon đã cho rằng là đã có lỗi việt vị. Đến cuối hiệp 1 thì Oseni tỏa sáng với việc hoàn tất cú đúp bằng một pha solo đẳng cấp giúp cho Hà Nội vượt lên dẫn 3-2. Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Hà Nội FC mới thực sự thi đấu bùng nổ. Không chỉ siết chặt phòng ngự, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn trình diễn một hàng công thăng hoa. Sau nhiều đợt hãm thành, Hà Nội đã ghi liền hai bàn ở khoảng hơn 10 phút cuối trận. Không lâu sau khi Pape Oma bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Thái Quý phút thứ 81 để nâng tỷ số lên 4-2, đến lượt Oseni đã hoàn tất cú hat-trick từ đường chuyền của Quang Hải. Thắng chung cuộc với tỷ số 5-2, Hà Nội FC đã có màn trả thù ngọt ngào trước Yangon. Chiến thắng này còn giúp Hà Nội tạm vươn lên đứng đầu bảng F với 7 điểm, tức là bằng với Tampines Rover nhưng đã hơn một trận so với câu lạc bộ của Singapore. Như vậy là sau trận thua bạc nhược ở lượt đi với tỷ số 0-1 ở ngay trên sân nhà, Hà Nội đã như lột xác để lật ngược ván cờ khi chiến thắng đối thủ Yangon United 5-2 thật ngoạn mục tại đấu trường AFC Cup 2019. Không khó giải mã chiến thắng của các học trò ông Chu Đình Nghiêm bởi họ mạnh hơn hẳn Yangon và điều quan trọng nhất là Hà Nội có chịu chơi hay không mà thôi. Mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng hai ngoại binh là Oseni đã hoàn tất cú hat-trick và Pape Oma đã lập cú đúp giúp cho đội khách Hà Nội ngược dòng ấn tượng trước Yangon để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp ở AFC Cup 2019. Có điều kỳ lạ là vẫn chính những con người ấy, trừ mỗi Văn Quyết, chỉ hơn 10 ngày sau khi thắng đậm đối thủ đã vượt qua mặt mình ở sân nhà mà rất nhiều cầu thủ Hà Nội đá như mơ ngủ. Đáng nói là cái thua lạ lùng khiến cho Bầu Hiển ngồi trên hàng ghế khán đài VIP đã ngao ngán, trong khi huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm thú nhận là mình không thể hiểu nổi. Ông Nghiêm khi ấy rất day dứt với cảm giác bất lực của một người thầy khi đặt ra câu hỏi cắc cớ với các cầu thủ: giày của các bạn có vấn đề gì thế? Sao cứ chuẩn bị sút thì lại ngã? Sân khách có thể bào chữa là chưa thích nghi mặt sân cỏ, còn ở trên sân nhà đá quen thuộc thì sao lại như thế? Dĩ nhiên thì những câu hỏi của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể giải đáp từ người trong cuộc và không ai đủ sức lý giải một cách thật thuyết phục. Đã đành là cầu thủ bóng đá có phong độ nhất thời, nhưng sa sút đến ngay ông thầy của họ cũng không thể giải thích thấu đáo, thì chỉ còn lại lỗi nghi ngờ và đau đớn. Thậm chí là quả phạt đền mà Văn Quyết giành sút với đồng đội và đưa bóng chệch cột thì cũng là suy diễn theo lý thuyết thông thường dành cho cầu thủ chuyên nghiệp. Đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội lại là tuyển thủ quốc gia thì không thể cẩu thả như thế trong hoàn cảnh ở đội nhà bị dẫn. Ông Nghiêm nuối tiếc kể lại Văn Quyết có nói rằng khi chuẩn bị sút phạt đền, anh bị giật cơ bắp dẫn đến là quả bóng bị lạc hướng. Không chỉ có tình huống ngon ngăn nhất ở trên chấm 11m bị bỏ lỡ, rất nhiều cầu thủ cả nội lẫn ngoại của Hà Nội FC trong trận lượt đi AFC Cup đã thua đau Yangon, chơi yếu kém và bất thường. Nó khác hẳn với cách chơi của chính họ trong cuộc tái đấu trên sân khách và đại thắng đối thủ với tỷ số 5-2 này. Nếu cứ chơi bằng tinh thần, phong độ và thái độ như chiến thắng chiều ngày 17 tháng 4 thì chẳng ai đặt ra câu hỏi to tướng về sự lạ lùng của Hà Nội cả. Bóng đá Việt Nam từng ám ảnh với nỗi đau cũng ở AFC Cup cách đây 5 năm. Nhiều cầu thủ Ninh Bình đã bị bắt vì tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hồi đó thì Bầu Trường dù rất thích bóng đá cũng tuyên bố đoạn tuyệt.
mong rằng là làng bóng đừng đi vào vết xe đổ nào nữa. Sau trận thắng tưng bừng của Hà Nội FC trước Yangon United thì có rất nhiều tờ báo cũng đã chia sẻ niềm vui này với các cầu thủ của Hà Nội. Chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia cũng đã bày tỏ cảm xúc của mình trong bài viết Hà Nội vùi dập Yangon trong buổi tiệc bàn thắng, đánh dấu sự trở lại của cuộc đua ở AFC Cup 2019. Bài viết như sau: sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước chính Yangon thì có thể thấy Hà Nội đã quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu này. Ngay phút thứ 3 nhận đường chuyền cắt mặt khung thành của Quang Hải, Oma đã băng vào dứt điểm nhẹ nhàng vào khung thành bị bỏ trống. 8 phút sau đến lượt Seiko Sila ghi tên mình trên bảng tỷ số với bàn thắng đẳng cấp từ pha vô lê bóng sống một chạm từ đường chuyền sệt của đồng đội từ phía cánh trái của Min Ka Khan. Phút 26, đại diện của Myanmar đã tiếp tục tái hiện kịch bản giống như bàn quân mình tỷ số. Lại là Min Kian Khan đã chuyền bóng ở tầm thấp, giúp cho Vinicius Miller đã dứt điểm một chạm đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ môn Văn Công. Nhưng niềm vui của khán giả Yangon đã không kéo dài được lâu khi ở phút thứ 33 của trận đấu thì Oseni đã một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú sút từ góc hẹp rất hiểm hóc. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, chính cựu tiền đạo của U23 Nigeria đã đưa Hà Nội vượt lên dẫn với tỷ số 3-2 sau pha đột phá ở phía cánh trái và dứt điểm cực kỳ tinh tế. Sang hiệp 2 thì Yangon đã đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, nhưng đại diện V-League lại chơi rất kinh nghiệm và chặt chẽ. 10 phút trước khi hết giờ, Oma đã nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của đội chủ nhà sau bàn nâng tỷ số lên 4-2 sau tình huống đá phạt mẫu mực, và tiền đạo số 20 này cũng ấn định tỷ số sau 2 phút từ một đường chuyền rất vừa tầm của Quang Hải. Không ai khác, với cú hat-trick trong trận đấu này, Oma chính là ngôi sao sáng nhất trận đấu này. Dù đã thua ở lượt trận trước nhưng Quang Hải và đồng đội vẫn được đánh giá cao trong chuyến đi đến Myanmar ngày hôm nay. Trong khi đó thì Yangon United dù chơi rất tốt ở trận lượt đi nhưng không thể phủ nhận một điều là họ đã gặp khá nhiều may mắn. Thực tế mà nói thì Yangon United đã còn khá nhiều bất ổn và minh chứng là họ từng thất bại 1-2 trước Nagawa. Đối thủ đã từng bị Hà Nội FC đè bẹp tới tỷ số 10-0 ở lượt trận đấu mở màn AFC Cup mùa này. Chính vì vậy, trong buổi trả lời họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Hà Nội FC đã khẳng định quyết tâm sẽ giành trọn 3 điểm ngay trên sân của Yangon United. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã nói, câu lạc bộ Hà Nội vẫn còn cơ hội, tập thể đội bóng đặt tinh thần rất cao ở AFC Cup. Trận vừa rồi kết quả không tốt, chúng tôi thua 0-1 trước Yangon tại vòng 3, nhưng quyền tự quyết vẫn đang trong tay chúng tôi. Câu lạc bộ Hà Nội còn một trận chốt với Tampines Rover trên sân nhà và 2 trận trên sân khách với Yangon cùng với Nagawa. Chúng tôi sẽ dành tất cả những gì tốt nhất cho đấu trường AFC Cup, ông Nghiêm đã nhấn mạnh với phóng viên. Thời gian gần đây thì phong độ của nhà đương kim vô địch V-League bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Ở vòng 5 V-League, câu lạc bộ Hà Nội bị cầm hòa bởi Sana Khánh Hòa. Hai vòng gần nhất AFC Cup thì họ chỉ giành có 1 điểm. Việc phải thi đấu liên tục từ đầu mùa đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới thể lực của các cầu thủ. Trong khi các đội bóng Việt Nam mới chơi khoảng 5-6 trận, câu lạc bộ Hà Nội đã đá trên 10 trận ở 4 đấu trường là siêu cúp quốc gia, vòng loại AFC Cup, Champions League, AFC Cup và V-League. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm than thở, chúng tôi chắc chắn phải tính toán không chỉ cho tháng 4 mà còn 2 tháng tới. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ chơi trận cuối của vòng bảng AFC Cup hôm 15 tháng 5. Chúng tôi phải tập trung 3 giải trong 2 tháng này là Cúp Quốc gia, V-League và AFC Cup. Cầu thủ nào chấn thương, chúng tôi sẽ cố gắng giữ, ai quay lại sẽ tạo cơ hội. Tuyên bố của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tái khẳng định tham vọng của câu lạc bộ Hà Nội từ đầu mùa. Định hướng châu lục cũng là lựa chọn hợp lý của đội bóng thủ đô trong bối cảnh họ đã giành quá nhiều vinh quang trong nước. Dù vậy thì vấn đề lớn nhất mà câu lạc bộ Hà Nội phải đối diện hiện nay là lịch thi đấu quá dày đặc. Đến ngày 1 tháng 5 tới đây, Hà Nội FC sẽ hành quân sang Campuchia để đối đầu với đội bóng Nagawa. Đối thủ đã từng bị họ hạ gục 10-0 ở trận lượt đi. Trận đấu cuối cùng của Hà Nội FC gặp Tampines Rover sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Đây có thể sẽ là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng F. Lợi thế của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm là được thi đấu ở trên sân nhà.